Vâng, quý vị vừa được dạo một vòng quanh quê hương đất nước của chúng ta với những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước. Và tiếp theo chương trình không để quý vị chờ lâu là một phần cực kỳ quan trọng. Và ngay sau đây, Thanh Hương xin trân trọng giới thiệu lên sân khấu tác giả của kịch bản vở chèo Phương La Ngày Ấy Bây Giờ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Quang Sáng sẽ lên phát biểu đôi lời về vở chèo của chúng ta. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo làng Phương La và xã Thái Phương, kính thưa các quý khách cùng toàn thể bà con làng Phương La yêu quý của tôi, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời tới toàn thể quý vị có mặt trong đêm diễn hôm nay, lời chào trân trọng nhất, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Tôi rất tự hào là một người con quê hương Phương La, một miền quê hương giàu đẹp, cần cù, thông minh, với những con người đầy lòng nhân ái và rất yêu văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật hát chèo. Những năm đi công tác xa, tôi luôn nhớ và dành tình cảm đặc biệt nhất cho quê hương Phương La. Tôi xin kính tặng một đêm diễn văn nghệ đặc biệt để gửi tới các cấp chính quyền và bà con nhân dân Phương La. Đêm diễn là sự kết hợp của các ca sĩ, nghệ sĩ của đội văn hóa làng Phương La, của đoàn văn công tỉnh Thái Bình và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bất kỳ người con Phương La nào cũng đều biết và ghi nhớ thời khắc lịch sử đau thương và bi tráng ngày rằm tháng 5 năm 1951. Giặc Pháp đã điều nhiều tốp máy bay Dakota ném bom xuống làng Phương La. Trong một ngày, hai trận bom, chúng đã cướp đi 73 mạng sống của người dân. Tang tóc bao phủ lên cả làng. Đau thương nhất là gia đình ông bà ngoại tôi, là cụ Đinh Văn Trưng, và gia đình anh ruột của ông ngoại là cụ Đinh Văn Hàm, tức cụ Cọc. Hy sinh 8 người thành 10. Gia đình cụ Trưng mất cả ông lẫn bà, cùng hai người con trai là Đinh Văn Tô 6 tuổi, Đinh Văn Ở 3 tuổi. Lúc đó bà Trưng cũng đang có chửa, gọi là các cụ và ông bà, nhưng thực ra lúc đó các cụ mới ngoài 30 tuổi. Còn gia đình cụ Cọc mất 3 người con đẻ, cùng người con dâu cả là bà Đỗ Thị Nhật, tức vợ đầu của ông Đinh Văn Hỗn, cũng đang mang thai. Được họ hàng làng xóm giúp đỡ, đùm bọc, cuộc sống của các gia đình bị bom Pháp đã dần ổn định và vươn lên sau đau thương mất mát tột cùng này. Người dân Phương La gọi ngày rằm tháng năm đó là ngày giỗ trận. Năm nay là ngày giỗ trận thứ 70. Năm 2015, được Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa của Trung ương cấp 1,5 tỷ đồng, gia đình tôi cùng với bà con Phương La ở quê hương và trên mọi miền Tổ quốc đóng góp kinh phí và vật chất đã xây dựng hoàn chỉnh tượng đài Tổ quốc ghi công, hồ sinh thái, biểu tượng làng nghề để ghi công các anh hùng liệt sĩ, bia tưởng niệm bà con nạn nhân trong đợt ném bom tháng năm đó của giặc Pháp đối với nhân dân làng Phương La. Giữa năm nay, trong một chuyến đi làm việc ở thành phố Đà Lạt, tôi đã viết vở kịch Phương La Ngày Ấy Và Bây Giờ. Tôi xin cảm ơn nghệ sĩ Hồng Vân chuyển vở kịch sang thể chèo, cảm ơn các đại diện, các nghệ sĩ, đạo diễn Văn Tuấn, Hằng Nga,
cùng các diễn viên của vở chèo này. Tuy thời gian rất ngắn và gấp, nhưng các nghệ sĩ và các diễn viên đã rất cố gắng và nỗ lực để hoàn thành vở diễn, để phục vụ bà con tối ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các ca sĩ, các nghệ sĩ trung ương, đội văn nghệ làng Phương La, đặc biệt là sự thể hiện của các nghệ sĩ, diễn viên nhà văn hóa thanh thiếu niên thành phố Thái Bình, trường văn hóa nghệ thuật và nhà hát chèo tỉnh Thái Bình đã trình diễn vở chèo Phương La ngày ấy và bây giờ. Vở diễn xin được bắt đầu. Làng Phương La xưa có tên là Làng Mẹo, nay thuộc xã Thái Phương, là địa điểm du lịch tại huyện Hưng Hà, cách trung tâm tỉnh Thái Bình 30 km. Theo các cụ trong làng kể lại, nghề dệt của Phương La đã có gần 800 năm. Những vị tổ làng khi đến khai phá vùng đất này đã đem theo nghề dệt vải đũi truyền lại cho con cháu. Vì thế, Làng Mẹo là làng duy nhất trong 5 làng của xã Thái Phương có nghề dệt. Trải qua bao thế hệ, nghề dệt Phương La vẫn luôn giữ được những thủ pháp nghệ thuật truyền thống. Với khát khao giữ nghề, nhiều thợ tay nghề cao trong làng đã mạnh dạn nâng cấp đầu tư máy dệt thủ công thô sơ thành máy dệt bán tự động liên hoàn. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân trong làng ngày một nâng cao. Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay, qua sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm. Thái Bình nói chung và Phương La nói riêng cũng đã trải qua những tháng ngày đau thương, gian khổ. Cảnh 1. Kiếp người nô lệ. Giữa thế kỷ 19, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Cùng chung số phận với con lạc cháu Hồng, người dân Phương La sống trong kiếp đói nghèo, nô lệ. Lũ bán nước, lột da dân nước, tàn mộ cha cũng rước voi dày. Máu đà nhuốm đỏ bàn tay, biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào. Chưa thoát được ách nô lệ của thực dân Pháp thì bọn phát xít Nhật lại tràn vào. Một cổ hai trọng, nạn đói ất dầu ập đến. Gần 80 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức của người dân làng Phương La, nạn đói năm 1945 vẫn còn là một cơn ác mộng, một nỗi đau nhức nhối khó quên. Không dòng họ nào không có người chết đói. Con đói lạ ôm lưng mẹ khóc, mẹ đỡ con đấu thóc cầm hơi. Kiếp người cơm vãi cơm rơi, biết đâu nẻo đất phương trời mà đi. Ngày
vui về dày. Người dân nô lệ trong đêm đi tối lầm than, cửa nhà tan đi nát đi, xóm quê đói nghèo rơi sang đi. Nỗi đau này biết đến khi nào vui. Cảnh 2: giành chính quyền cách mạng. Giữa năm 1945, phong trào Việt Minh đã nhen nhóm ở các làng trong huyện. Cờ đỏ sao vàng xuất hiện, tập hợp quần chúng đi theo cách mạng. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, thị xã Thái Bình giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Phương La cùng với nhân dân trong xã đã tập hợp lực lượng ủng hộ mặt trận Việt Minh và chính quyền lâm thời tỉnh Thái Bình. Cách mạng tháng 8 đã xua tan đêm dài nô lệ. Phương La cùng với nhân dân trong xã phấn khởi sống trong độc lập tự do, tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống mới, diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Nước non độc lập,
nhưng hòa bình không được bao ngày. Thực dân Pháp lăm le quay trở lại, cướp nước ta thêm một lần nữa. Chiến tranh bùng nổ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phương La cùng nhân dân các làng trong xã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Rạng sáng ngày 8 tháng 2 năm 1950, thực dân Pháp nổ súng tấn công Thái Bình. Chúng lập ra nhiều đồn bốt để tiêu diệt chính quyền cách mạng non trẻ của Việt Minh. Đặc biệt năm 1951, trận càn trái quyết ở các huyện trong tỉnh, chúng đàn áp dã man nhân dân và cán bộ của Đảng. Kể từ thời điểm đó, cán bộ đảng viên, dân quân du kích của Phương La và các xã lân cận đã nếm trải hàng trăm trận càn quét lớn nhỏ. Thiệt hại về tài sản và xương máu thật khôn lường. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ xã, du kích và nhân dân đã đồng lòng vượt qua gian khổ hy sinh, dũng cảm mưu trí ngoan cường đánh địch, tiêu diệt một tên quan ba Pháp và một sĩ quan phong kiến tay sai của Pháp. Nhân dân Phương La đã che chở nuôi giấu nhiều cán bộ, bộ đội, chế tạo vũ khí cho du kích, bộ đội địa phương. Lo sợ và tức giận. Ngày rằm tháng 5 năm Tân Mão 1951, chúng đã điều các tốp máy bay ném bom tàn sát người dân thôn Phương La với hai trận bom một ngày, từ xóm trong ra xóm ngoài là Cộng hòa, Thống nhất, Dân chủ. Giữa tháng 5 đang mùa lúa chín, cùng với bao gia đình trong làng, gia đình cụ Hàm, gia đình cụ Trưng đang bận rộn đập lúa. Các em nhỏ nhà cụ Đinh Văn Hàm là em Oanh, em Họp, em Trâm. Gia đình cụ Đinh Văn Trưng là em Tô, em Ở, đang nô đùa ngoài sân thì đột ngột máy bay giặc ném bom, không kịp trú ẩn. 73 người làng Phương La đã tử vong. Nhiều người không còn nguyên vẹn. Có một số phụ nữ đang mang thai cũng bị chúng sát hại. Tang thương bao phủ cả làng, nhà cửa đổ nát. Đau thương nhất là hai gia đình anh em ruột, cụ Đinh Văn Hàm và cụ Đinh Văn Trưng, đều ở chung trên một thửa đất, có 8 người tử vong. Vợ chồng cụ Trưng và hai người con trai là Đinh Văn Tô 6 tuổi, Đinh Văn Ở 4 tuổi đã qua đời. Người con dâu cả của cụ Hàm là chị Đỗ Thị Nhật, và 3 người con đẻ là Đinh Thị Oanh 9 tuổi, Đinh Văn Học 7 tuổi, Đinh Thị Trâm 5 tuổi cũng không còn trong trận bom đó. Không thể quên, không bao giờ Phương La ta ơi.
Cảnh 3. Tình người phương La. Tại thời điểm Pháp ném bom xuống làng Phương La, hai người con gái của cụ Trưng là cháu Duyên 14 tuổi, cháu Hà 9 tuổi đang ở ngoài cánh đồng mót lúa đập cào cào nên thoát được. Dân làng đã che chở đùm bọc giúp đỡ các gia đình bị bom Pháp giết hại. Bà con các làng, làng Diêm, làng Then, làng Đồng Hà, làng Xuân La cũng thương cảm và giúp đỡ Phương La. Nghèo đói lại nghèo đói hơn, nhiều cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải bỏ học đi ở, làm mướn. Sông hương kinh cần chị em Duyên và Hà được họ hàng làng xóm dựng tạm cho căn nhà. Chị ngày ngày mò cua bắt ốc nuôi em. Bữa ăn thường ngày hai chị em chỉ có bơ ốc vằn, lúc luộc lúc nấu cho qua ngày. Chị em chăm chỉ ngoan ngoãn thương yêu nhau hết mực. Cuộc sống dần ổn định. Em ơi, giờ đây cha mẹ không còn, xóm làng đùm bọc họ hàng chờ che, thương em bé nhỏ dại khờ, mất cha mất mẹ, bơ vơ cuộc đời. Bé ý, nhỏ ý, dại khờ, thank you.
chuyện kể rằng cô Duyên, người con gái Phương La chăm chỉ, nết na và ngày càng xinh đẹp. Cũng nơi này, một anh chàng hàng xóm nhà nghèo, mồ côi bố nhưng bản tính thông minh, cần cù và đẹp trai, muốn ngỏ lời với Duyên, đó là anh Hoàn. Họ quen nhau và hiểu nhau trong lao động sản xuất. Châu ta ăn cỏ đồng ta, và duyên trời đã định. Một ngày nọ, trên cánh đồng làng, Hoàn, Duyên và hai cô em gái của hai người cùng ra đồng. Khi hai cô em được anh chị cho về nấu nước, cũng là lúc anh chị ngỏ lời yêu nhau. Lan ơi, Hà ơi. Dạ, có chúng em đây. Anh và chị Duyên cho hai em nghỉ giải lao, về nhà luộc khoai, rang thóc. Khi nào xong, mang ra cho anh chị được không nào? Ôi, thế thì thích quá. Em luộc khoai lang đi. Chờ em với. Anh và em có hai cô em, sao mà ngoan thế em nhỉ? Anh chỉ được cái khéo nào. Duyên. Anh Hoàn. Duyên em ơi, đôi ta chung xóm chung làng, cùng chung lối ngõ, ruộng đồng sớm hôm. Hỏi em có hiểu anh không? Những mong những đời, những trông tháng ngày. Anh bảo hiểu gì cơ? Duyên em. Em thấu chăng nỗi lòng của anh. Thao thức bao đêm thương thầm, em có biết tình anh giá ân tình, mong có em mi, có em mi sớm hôm bên mình vun sới ruộng đồng, mùa về cây trái đơm bông. Dù mưa đông hay nắng gắt, anh cùng em xây đắp cuộc đời.
kìa Duyên. Anh Hoàn. Duyên. Dù không tránh khỏi lời ra tiếng vào, nhưng với tình yêu mộc mạc mà thiết tha sâu lắng, họ đã đến với nhau bằng tình yêu chân thực như cỏ nội hương đồng. Tình yêu đã giúp cho Hoàn và Duyên vượt qua mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Các con trai, con gái đều thông minh, học hành thành đạt, góp phần phát triển kinh tế cho gia đình, quê hương làng xóm và các tỉnh thành khác. Cô Lan, em của anh Hoàn, cũng lấy chồng cùng làng, kinh doanh giỏi, dạy con ngoan, hạnh phúc trong cuộc sống. Cô Hà, em của Duyên, ở với bác họ, sau lấy chồng cùng làng, chồng công tác tại khu gang thép, sau đi giảng dạy kỹ thuật. Và năm nào cũng vậy, cứ đến ngày rằm tháng năm, không chỉ người Phương La mà nhân dân trong xã ngoài làng, các xã lân cận lại bồi hồi xúc động nhớ về một ngày đau thương tang tóc bao phủ cả làng. 73 người đã ra đi vì sự tàn sát của kẻ thù. Ngày rằm tháng năm được xem như một ngày dỗ trận ở Phương La. Dường như tất cả các dòng họ, các gia đình trong làng, nhà nào cũng dâng nén tâm nhang tưởng nhớ người thân của mình và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho quê hương đất nước. Cảnh 4. Một thời đạn bom, một thời hòa bình. Trải qua những năm tháng chiến đấu ác liệt, hy sinh xương máu, năm 1954, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, báo hiệu sự thắng lợi vẻ vang, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc. Đường giải phóng mới đi một nửa, nửa mình còn trong lửa nước sôi. Đi trọn chặng đường 20 năm, từ năm 1955 đến năm 1975, nhân dân Phương La cùng với mọi miền quê Thái Bình lại viết tiếp những trang sử mới với những dấu son chói lọi. Khi giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, thì Phương La và nhiều làng quê của Thái Bình lại hứng chịu những đợt oanh kích của kẻ thù. Dù trong nắng trong mưa, lúa vẫn lên xanh tốt, dù trong bom trong đạn, đất vẫn cứ sinh sôi. Người Phương La quê ta vừa sản xuất vừa chiến đấu trong bối cảnh rộn ràng thay cảnh quê hương, nửa công trường, nửa chiến trường xôn xao. Trải 30 năm chống Pháp và chống Mỹ, các thế hệ con em Phương La lần lượt lên đường. Một thời đạn bom, một thời hòa bình đã qua đi. Hàng trăm con em Phương La vào trận đánh. Có biết bao nhiêu người con ra đi, đi mãi không về. Nhiều người mẹ tiễn con đi, ngày ngóng, đêm mong mỏi đợi chờ, cạn khô giọt lệ. Trong các cuộc kháng chiến, Phương La đã có 72 liệt sĩ, một mẹ Việt Nam anh hùng, hàng chục thương binh bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam. Trên khắp các chiến trường, tinh thần yêu nước của người dân Phương La đã được nhân lên, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, để non sông thu về một mối. Thái Bình năm tấn đầu tiên, quân lương vượt mức nước miền gần xa. Tự hào Phương La quê ta, sức người sức của cùng ra chiến trường. Những người ở lại hậu phương, dệt khăn dệt vải gửi tình thương quê nhà. Lòng những nghi bồi hồi, sao xuyên bóng nghĩ không nghĩ giữa tháng năm này. Nhớ về một thuở phương La quê mình,
chiến tranh, phát huy truyền thống quê hương anh hùng. Con em Phương La lên đường bảo vệ tổ quốc, diệt quân bạo tàn. Trong khói bom bão y đạn, tiếp bước cha anh trên trường xa, như vậy gọi, như thúc giục người chiến sĩ kiên trung nơi tiền phương. Cho quê hương đất nước năm. Phương La đổi mới phát triển. Đất nước thống nhất từ đại thắng mùa xuân năm 1975 đến nay, Đảng bộ và nhân dân Thái Phương đã đi tròn chặng đường hơn 40 năm với nhiều thành tựu rực rỡ. Bằng truyền thống năng động sáng tạo, vượt khó khăn thử thách của lớp trước trao truyền, Đảng bộ xã đề ra những chủ trương đúng đắn, thực tế, mang tính khả thi cao để từng bước đưa Thái Phương, đặc biệt là làng Phương La, tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử. Từ năm 1990 đến nay, xã đã tích cực chuyển đổi kinh tế cây trồng vật nuôi, dồn điền đổi thừa, tiếp thu giống mới và kỹ thuật trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp. Nghề dệt và buôn bán tơ lụa của Phương La không chỉ duy trì mà ngày càng phát triển. Sản phẩm của làng dệt Phương La là vải, là lụa, là khăn, không chỉ phục vụ cho nhu cầu trong nước mà đã có mặt ở các nước châu Âu, châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân hôm nay dễ mấy nơi nào ở làng quê Việt Nam có được. Phương La được mệnh danh là làng có nhiều tỷ phú nhất tỉnh Thái Bình. Trải qua những thăng trầm của thời gian, làng nghề truyền thống không chỉ đóng góp cho xã hội một lượng hàng hóa khá lớn, tạo việc làm cho nhiều lao động, mà còn giữ gìn những nét đẹp văn hóa của cha ông.
Hỡi cô thắt dải lưng xanh, có về làng Mẹo với anh thì về. Làng Mẹo buôn bán trăm nghề, sáng đi bán lụa, chiều về buôn tơ. Có được cuộc sống như ngày hôm nay, dân làng càng trân trọng biết ơn những người đi trước mở hướng truyền nghề cho con cháu trong làng để ngày càng dệt ước mơ xa. Tiêu biểu là những người con của các dòng họ, họ Vũ, họ Nguyễn, họ Trần, họ Đinh đã không ngừng cống hiến hết mình vì con dân cháu làng, vì tương lai quê hương, đất nước. Trên con đường đổi mới và hội nhập xây dựng nông thôn mới, Phương La Thái Phương có cả thế và lực, tinh thần và trí tuệ của lớp người đi trước trao truyền. Mỗi người dân Phương La có đầy đủ cơ sở để tự tin rằng bằng bản lĩnh và tài năng của những doanh nhân doanh nghiệp và nhân dân trong làng, trong xã, nhất định Phương La sẽ còn tạo lập được những dấu son chói lọi trên chặng đường đi tới tương lai. Về Phương La quê ta, khi gần nhớ bảy, khi xa nhớ mười, cờ hoa điện sáng rực trời, bình an giàu đẹp người người hân hoan. Phương La làng dệt quê mình, sớm chiều nhộn nhịp. Chuyến hàng gửi
cháu còn tiếp bước cha ông. Mới nơi nơi đồng lòng dệt Phương La góp sức góp công đi à. Đi lên đi lên phát triển không ngừng Phương La ta đó trưởng thành vươn xa quê ta chữ tâm chữ tín nơi xa nơi gần xây quê hương giàu đẹp văn minh. Thật là tuyệt vời, xin đề nghị bà con nhiệt liệt vỗ tay để chúc mừng đêm diễn thành công. Một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo bà con Phương La vô cùng cảm ơn các quý khách, cảm ơn các vị đại biểu, đặc biệt cảm ơn các nghệ sĩ, các ca sĩ của nhà hát Thanh Thiếu Niên thành phố Thái Bình, trường văn hóa nghệ thuật của tỉnh và nhà hát chèo tỉnh Thái Bình. Cảm ơn nhà đạo diễn Hồng Vân, biên kịch Hồng Vân, đạo diễn Văn Tuấn và Hằng Nga, đặc biệt hai đạo diễn múa của đoàn làm cho đêm nay rất thành công. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn, chúc cả tất cả chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Đêm diễn hôm nay xin được bế mạc. Đi lên đi lên.